Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Lập Quyền Dân đăng trên Đài Á Châu Tự Do với tựa đề Dư âm từ một kỳ nghỉ dài Thật nghịch lý, nhưng đúng là phải cảm ơn đại dịch Vũ Hán của Trung Quốc. Hội hè rình rang và ẩm ý bị cấm trong kỳ nghỉ, Nhờ đó mà ngày 30 tháng 4 năm nay bớt nhức óc và trầm cảm. Hai trạng thái tinh thần này không đồng nguyên, hẳn nhiên rồi. Thế giới ít có cái nước nào mà ngày tưởng niệm quốc gia lại có triệu người vui nhưng cũng kèm theo cả triệu người buồn. Ôi, mẹ Âu Cơ khô hết nước mắt. Tưởng niệm quốc gia, lão phù cứ phán ra như thế, chứ lũ con cháu vua hùng vừa khùng vừa điên này thì chắc còn lâu, còn rất lâu mới đồng thuận được với nhau cái tên gọi cho ngày 30 tháng 4 oan nghiệt ấy. Cái cánh giải phóng và cái cánh quốc hận vẫn sẽ còn say xưa trên sới vật của dân tộc chừng nào mà Trung Cộng chưa có biến cái xứ Đông Lào này thành một quận huyện của Trung Hoa. Thì đấy, cái câu chuyện từ năm 1974 chắc chẳng ai quên tại hòa đàm paris đại diện việt nam cộng hòa đã chủ động đề nghị với phái đoàn bắc việt tạm gác hội nghị bốn bên trong một khoảnh khắc để cùng ra một tuyên bố chung từ những đứa con của mẹ âu cơ phản đối giặc tàu cướp quần đảo hoàng sa nhưng lập trường giai cấp như cái bẫy chuột mà miếng mồi ý thức hệ hồi bấy giờ vẫn còn thơm ngậy khiến cho các đồng chí bắc việt không thể sực được cái sáng kiến có thể đi vào lịch sử ấy biển đảo mất dần mất dần từ cái ngày hai anh em tỷ thí để cho kẻ thù rảnh tay cướp một cách có hệ thống từng mảng rừng vàng biển bạc do tiền nhân để lại. Cho đến tận hôm nay sau 46 năm ngày thống nhất, định danh này cũng chỉ là sự xuống thang nhất thời của chính quyền bên thắng cuộc, vẫn chưa diễn xong cái màn tranh công. Ai có mặt đầu tiên tại dinh độc lập, ai thảo tuyên bố đầu hàng cho Bích Minh tức là ông tướng Dương Văn Minh. Xe tăng nào hút đổ cổng chính? Chiếc xe tăng hút đổ cổng chính trên thực tế không được công nhận vì do Trung Quốc sản xuất. Cấp trên quyết định phải coi xe tăng vào sau do Liên Xô chế tạo mới là cái chiếc đi đầu. Câu chuyện trên đây có thể chỉ là cái thuyết âm mưu dân Việt chẳng mấy ai quan tâm. Xe nào do nước nào sản xuất nhờ tuyên bố của lê duẩn mà dân chúng được biết là ta đánh là đánh cho cả trung quốc lẫn liên xô và trong cái cuộc nồi da nấu thịt ấy thì trịnh công sơn đã khô hết nước mắt với biết bao đoạn trường tân thanh nhưng được mấy ai chia sẻ thậm chí cách mạng nhiều lần còn cưỡng bức ông xóa ngay hai cái từ nội chiến ra khỏi các ca khúc đến nhà thơ nguyễn duy một chân lý giản dị mới được khái quát nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh phe nào thắng thì nhân dân đều bại. Khi ngộ ra được điều này, chắc chắn thi sĩ đã nhớ về mẹ thứ ở Quảng Nam. Từng 14 lần tiễn chồng con cháu ra chiến trường thì 12 người không bao giờ trở về. Bao dịp ngồi thắp hương bên cạnh các mâm cơm chờ chín người con trai đứt ruột đẻ ra nhưng không bao giờ được trở lại trên con đường làng năm xưa khi mẹ lần lượt tiễn từng đứa ra trận giờ thì mẹ cũng chẳng cần đến bất cứ một danh hiệu nào trái tim già nua quá khô héo để nhận những lời an ủi từ người đời nhưng người mẹ ấy bà mẹ việt nam vẫn là đề tài bất tận để nghệ thuật khai thác tiếp cái hình tượng người phụ nữ quanh năm gửi lưng cho trời gửi mặt cho đất đành mượn lời nhà thơ để mà giải bày nỗi buồn nhân thế ta đi trọn kiếp con người cũng không đi hết mấy lời mẹ ru những đứa con bất hạnh được biết khi tổng bí thư lê duẩn đáp máy bay vào sài gòn ông đi nhiều nơi nhận thấy việc tiếp quản sài gòn và các thành phố gần như nguyên vẹn đời sống ổn định khu công nghiệp biên hòa hiện đại nền kinh tế thị trường nhộn nhịp đáng ra nếu tổng bí thư quyết định sài gòn vẫn giữ nguyên mô hình quản lý các quan hệ trong nước và quốc tế đã tạo lập các thành phần kinh tế như nhiều người đã đề nghị để từ đó thúc đẩy cả nước đi lên thì tình hình đã khác từ thời điểm ấy có nhiều chuyện đáng ra lắm. Nhưng tại hội nghị trù bị lần thứ 24 vào tháng 8 năm 1975, đa số lãnh đạo chóp bu của đảng Cộng sản đã lập tức đề nghị áp dụng ngay cái mô hình xã hội chủ nghĩa, tức là xuống hố cả nút từ miền Bắc lên cả nước. Kết quả là một nghị quyết chính thức được ban hành, chủ trương cải tạo và xóa bỏ nền kinh tế đa thành phần ở miền Nam. Để thực hiện chủ trương trên, Việc cần làm ngay là tập trung giam giữ và cải tạo những con người trong bộ máy chính quyền vừa sụp đổ. Từ đấy, một hướng đi đã đưa nhân dân miền Nam và cả dân tộc vào chặng đường nghèo đói, đói nghèo và khủng hoảng trầm trọng. Cơ hội hòa giải, hòa hợp dân tộc đã bị gạt bỏ ngay từ những tháng đầu tiên sau ngày giải phóng. Cách đối xử của chính quyền mới hoàn toàn mất nhân tính và trái với công ước Geneva quy định về đối xử không phân biệt với tù binh chiến tranh ở bất kỳ phía nào. Nhiều người bị cải tạo trên 10 năm và cũng không ít người bị cải tạo trên 20 năm. Những trường hợp chết, kể cả bị tra tấn trong thời gian giam giữ cải tạo đều bị liệt vào mất tích, gia đình không được hồi báo rõ ràng, càng không thể tìm thấy được hài cốt. Những người sống sót hết hạn về địa phương trong tình trạng quản chế tại gia thì vẫn tiếp tục bị theo dõi. Hàng trăm ngàn người bị tước đoạt cái quyền được sống cả cuộc đời hay phần lớn cuộc đời. Theo sau họ, nạn bị phân biệt lý lịch dẫn đến gia đình mà nhất là thế hệ con cái bị đối xử một cách bất bình đẳng về mặt xã hội liên quan đến cuộc tắm máu mềm mại ấy một luật sư đã nhận định rằng không có thời đại nào có cuộc trả thù khủng khiếp như cái thời kỳ cộng sản thống nhất đất nước nhưng ngay cả anh em bên giải phóng cũng bất hạnh đâu có kém. Những ai cất công xem trọn bộ 10 tập phim về các lực lượng biệt động Sài Gòn chắc không khỏi rơi nước mắt trước những kiếp người đã có thời khắc được tôn vinh với sứ mệnh là nút bấm lịch sử, nhưng sau đó lại âm thầm sống tiếp những cái tháng ngày còn lại với những bi kịch của riêng mình. Nữ đạo diễn Phong Lan thật đáng được vinh danh khi chị đã chọn cách dẫn dắt khá hấp dẫn trong một mạch truyện đầy những xúc cảm bi tráng được kìm nén trong những thước phim tư liệu khách quan từ cả hai bên chiến tuyến. Đặc biệt, tập cuối, tập 10 với tên gọi Hòa bình và người ở lại có rất nhiều ưu tư và nhiều đau đớn cùng với hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp nào thỏa đáng dòng người tị nạn trong thời bình. Tưởng niệm ngày chấm dứt cuộc chiến huynh đệ ấy, nhiều người vẫn còn trăn trở một câu hỏi tại sao đất nước đã rũ bùn đứng dậy sáng loà mà cho đến hôm nay sau hơn 46 năm vẫn xuất hiện dòng người tị nạn qua Mỹ và thế giới phương Tây. Trong vườn địa đàng của người Việt di tản sau năm 1975, Washington DC Eden Center được biết có thêm một làng Việt Cộng ngay trong lòng thủ đô Hoa Thịnh Đố trước một xã hội việt nam thời mạc pháp như hiện nay người việt vẫn còn đó nỗi lo sâu thẳm trong bản năng nhiều người vì thế đã từ bỏ quê hương tươi đẹp mà dứt áo ra đi sau bên thắng cuộc của huy đức những người từ bên thắng cuộc ấy đã kiếm chác được cả đống của nã trong đó không ít người chụp giật một cách bất lương giờ đây trở thành những người ngoài cuộc thậm chí họ tình nguyện phất cao ngọn cờ bên bỏ cuộc